nếu nó nói chéo mà chị nói một sản giả nếu không sao tụi nó tụi chúng nó chị hết tiền rồi cứ trả cả lọt trả chạy ra bên nó là bây giờ nên chúng nó chỉ rất mặc khổ sở mấy nó chạy những chuyện nó chỉ sẽ bé những món chuyện gì đó chị thấy đó thấy đó nếu như chị nó chạy bởi vì cái ô nó chạy cái đồ chi nó chạy theo gì đó thì đi không chơi gì đâu à nó không phải cái gì chị bỏ bao nhiêu mà giờ thằng này giải sao là gì chị giải sao chào nó chị bởi vì hơi lười đâu chỗ nó chị anh giờ có ôn luôn ừ nó phải nó chạy ok nó chạy bây giờ quá chuyên gì à khán giờ chị ôp luôn chứ khán giờ chị chị hết gì chị muốn đâu chị giọt tiền của sản phát đấy thế à này cái gì hai chục cái hai này em phải giọt tiền à bất tử lo thì bất tử lo thì tiếc gì vậy thì bất tử lo tao là thật gì á bây giờ có nhớ như tao xong nên tao sợ già là nó non của hai tiêu chắc luôn có mấy chống con tao của chị âu nó e của nó tao nếu nó e nếu của nhớ của tao là e ô gì hơn là e ô em lấy áo chị à bé muốn như bé cụ thọ thì mà cứ gửi thao cụ tua thay của trong con rồi chi là bé nó sẽ chị nào cứ người say của người ta nói eo lại chả có như hai tia chả nó có mò á mò chống vân tao chả cột lót của chị chống nó có đúng không nha của riêng chị ao lại con nó e lè của phe ao né ao thôi con nó e chứ đua tia ô là đã sợ bây giờ nó mò thì đã đi xong nó sẽ được chế đâu nè cứ đỡ thế nào là xì cu à mò ao xong đâu vậy xì cu cỏ còn thôi xì khu vậy thì mò cho nó xì chung thử lại đi sì cô hồi nãy sì cô chúng tôi chơi thế thì giờ cứ người cô bán thôi sì tôi thì có đi người tôi chỉ biết thế thì tôi thành công thế biết thế thì ô tiền đó biết không nói gì à thế giờ không hiểu là chúng tôi chơi thế là sao thế à nếu cứ tôi nếu có ứng đối gì biết thế tôi ok này à giờ là chỉ nhớ ít cho biết là nè theo ít cho là những cái chế chỉ ít cho mà theo là cô nên dối dù là chỉ nhảy nhập sư kể là thế đi hay là tập biết nào em nên kiểu như sai đi sao xả trà so hai nên đỡ đâu nếu cứ nghe về hai nếu cứ lo nếu cứ chia từ nay sẽ thấy rằng đấy à khỏi lo chia tiền từ tỷ dù hay dù tỷ chỉ em xin luôn chỉ tiền từ nào đó mà nghe chia khi có lẽ chia hai đó nếu cứ cái gì họ gửi cho người tôi mà nó chia cho của họ cầm người tôi nó của cho nó người lối chia cầm người bán thao của tôi không được chia đâu mà tiền chi theo thầu của tôi là chi chi ở bên nhà sẽ nó chi nhớ chi theo tiền của tôi chi chi nó của bạn không gọi chỉ muốn mình rõ chị ở thôn bên nhỏ chị chị cũng thế liền chị ở bên nhỏ chị chỉ là chúng mới chơi chị phụ tiền nào cứ gửi lại chân tiền rồi bán tao cũng tốt á chị ở chị ở nhà hai tết tám mình mua 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 nhà ta thằng nào đấy chưa tiền nào cứ gửi chị tiền nữa chưa tỷ nửa thế dù về xưa nay tết tám mình thì được thưởng thân chưa tết chẳng đợi chị tết nhà bảo ta bay là chị bé tôi mà nó nói nhà hai cứ tiền chị tám mình tao trả thôi nhà cũng cứ thật gì tao cho đi lại nhưng mà cứ gõ tu thiết thật gì đó cho nhà lâu nhất nó sẽ đi theo mình kia thật gì đó tu nhà lâu nhất đi theo mình kia à nó tết tết mình chỉ chỉ nên lúc tại chỉ nói em do nhà hai món hàng loạt gì nhưng mà những gia thì do em thì của sẽ đi theo chị tám mình nó mà chị xả thật gì đó xả cái rong ra nhưng mà cứ đi lại gõ tu mà thấp của tôi cầu gõ họ sáu tu sĩ cũng thiết và giờ đi theo tu của họ lữ sư thì chỉ nhau mà vừa chủ sửa lo thì thấy sửa lo tất nhiên mà giờ hay dùng một cái như sửa thì dùng chơi đi thì thấy sửa thế lo tết sửa ít khó chừng chết mà sửa lo đi thế thế nên xong cái sửa được kia thì giờ ứ tô mình là cứ tụi nó ê ứ tô đúng một tiếng thì chúng ta đều cứ họ xảy ra đó nha bỏ mất tám miệng nó chứ mà giờ của hai đứa bé cho kể chuyện đó chứ ba bé cho kể cũng kể nhiều sự ấy chưa thì chị ta chỉ là thì nó chỉ là chơi vui nhói lên chưa thì bé chỉ đâu tại bây giờ nên nó nhói nên nó cứ trẻ tám miệng liễu đi non nít xinh nha thì bé chúng mua kể cứ nó cửa hậu tôi nói với tôi yêu hoa lửa sức thiết thì hậu tôi cũng nghe sự thiết tôi ta thay cô nó nói tôi yêu hoa lửa sức thì thay từ có nên không chỉ này chỉ do tiền là cứ chơi vui nó thôi nãy giờ tôi của hoa lửa sức
chơi cả sáng cả sáng đó đó anh sáng cả sáng rồi kìa thì ở chơi cũng phải cho anh nó ô cổ tôi nó e là chỉ cho nó e là cuối à mỗi hàng là chơi bé như cái bắp cũng như chị xì cử thơ xì tôi nó chiều có chơi bé như cái phải kê tao bé nó chơi xong rồi gần như cổ tôi nó e là xưa đó chỉ là cái tiếng mà cũng sáng là e luôn cả ha đó khỏi kia nên nó mỗi hàng là chơi là liền chị chọn câu để thầu lo của chị cứ là con để thầu cũng trẻ nào là con đó xì nó sẽ nhỏ ha giờ còn xì nó ê đâu cũ nó mà nãy giờ xì nó ê đâu cũ nó mà bây giờ chủ ơi đèn nặng đâu cũ trong nhiều thầu vò lấy ra thế đang thầu của chọn câu chủ nhà xì hết chị ngỡ là con câu xứ nó mà thi hơn cả thi nó ê đâu cũ để chị khẩn mà bây giờ phong như gì vậy bây giờ ở ship ba xứ ấy cái gì bây thì ok nó xứ ấy cả sửa đồ ăn cả sửa điện thoại nó thế là lỡ thấy khó nói á lỡ hay tiệt ôi trời chị tên nó của sang câu tài chị ho nhân sang gỡ xin đậu xí tên nó của sang câu tài xí hết nó sang gỡ xin đậu do vì lý cha tiệt nè em lỡ thế là hay tiệt chơi cũng chó né nè em á chị em thầu sốt sốt phe do cũng hay còn né tuôn nè tuôn câu tuôn ra cũng uống câu ấy thế lý mà tao mặn lại nè ở đây cả cô tên lần đầu nè uống câu à nè cả chiếc khe là hỗn nó à chị học có những chị mà tao mặn á chị à ก็ก็ก็ไปหัวก็เลยอ่ะอึดถอดแล้วก็ไปอึดหัวก็เออขอจะไปรู้นั่งไงชิ้นเราชิ้นจอมาชิ้นตีก็เราชิ้นตีเพื่อเพื่อจะตีได้ไหมนะเพื่อจะตีก็ต้องไหนตัวก็เนอะยังไงจะเชื่อให้อยู่ไม่อยู่ตั้งไหนเนอะเออยากกันอ่ะจะป้อนในตั้งหมังก็ได้ใช่ไหมจีนเราหัวตั้งก็ยังจีนเฉยยังจีนเดย์ยังทำก็ยังชิ้นเนอะยังก็ต้องหัวก็ thế nên bỏ tiền chi hết xin người chưa thua nó ép quá còn nên sửa đăng cái xe lần đó ấy à hay bé kể con câu nặng chê bé không tiền hết đâu chê như này thì nó xài uôn nặng bé chọn là con câu bé chọn nó ép bé ô tô là con câu là bé chê lỡ tôi con câu là con này bé lò bé nó không sẽ là của một lần trâu chứ lỡ chứ một lần trâu không bé thì cả tôi quay rồi tôi quay gì mình sẽ trả bé xe thật cơ chị lấy mỗi một tên con là lửa chị cái trả bé là tên lần trâu chị tôi sẽ dễ mất tấm mặn ấy à chị bây giờ bảo sao còn là nói chuyện nào hay cái tôi kêu nó chỉ chuyện gì nhá người tôi là e á họ xí bây giờ kêu nó là xí nó người tôi xin đâu tôi tao đi lúc tay là hay mà tôi lo bỏ là chỉ nhưng mà điện tôi đừng cho đơn tờ chỉ biết cái ok sao giờ chỉ cứ xài chỉ sao thì tôi tấm mạng nó tươi
我说人家学领导天，我们的那有还要去了，那有就弄个奖状的呢，啥个奖嘛厉害？哎，看你去我当忙天，学了天，人家学有给了老一点，一人还一老，一人还一老，那年我做的都是多少本，人家学有给老的本学的呢？这专搞的本领，一个弄个天哟！啊，去了。那那边那柴油给，那边那柴油给呢？那边那柴油给也不行呢，是吧？都打几个我了，这样看了，我多烂仔呀！我跟你说，Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm thất lý luôn. ก็มันไม่ได้หรอกซ้อมนะถ้าได้หนาเอาตัวใจก็ตัวก็เต้นฟุ้งโอ้ยพ่อเป็นคนไทยหรอป่าวเป็นคนไทยใช่ไหมเออเสือเกมสารเลยตอนนี้ก็จะเป็นไทยกินเผลอเลยจริงจังสารเลยตอนนี้ก็จะเป็นสารเลยตอนนี้มันไม่มีเว้ยมามากมีมามากใครบ้างฟุ้งฟุ้งไอ้สันนี่นี่นี่ Thôi, sao rồi? Mẹ mẹ! Giờ hai cháu! Mẹ mẹ, tôi có nhận cơ là phải nói... Hai đứa thái nói về hai cháu, cũng phải nói phải lo đến gì. Hai con tên nhận rồi. Một cơ là nói xin lỗi. Đúng rồi. Nó không sao đâu. Thế thì hai đứa rồi. Hai đứa thái rồi. Nó không sao rồi. Một con thái cư. Thế thì có được thái lắm. Hai cháu nó không ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.